Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bố cục cơ bản của một chương trình Git Arduino. Đây là bố cục yêu thích của mình thôi. Thật ra các bạn có thể thay đổi một chút về cái bố cục này để sao cho phù hợp với cách viết code của các bạn. Tuy nhiên thì đây là cách mình yêu thích. Đầu tiên thì cái hàm Arduino này thì sẽ có hai cái hàm mà đáng kể nhất, nó sẽ thường xuyên được kể được. Có thể coi là thường xuyên có trong các cái câu lệnh, trong các cái chương trình điều khiển dành cho Arduino, đó là void setup. Ở hàm void setup thì các bạn làm những cái lệnh khởi tạo như là định nghĩa chân. Ở đây không phải là định nghĩa chân nào của mấy, mà là các bạn sẽ định nghĩa cái chân nào là chân output, chân nào là chân input, có pull up hay không, hoặc là các bạn sẽ dùng để khởi tạo một số biến. Ở trong hàm void setup này thì các bạn cũng có thể dùng một số cái lệnh như là khởi tạo cho LCD hay là khởi tạo cho giao thức serial, là một số các loại giao thức và một số cái điều khiển, hoặc là cái tạo đối tượng cho động cơ servo. Ở trên hàm void setup một chút thì là cái phần không gian khoảng không này của mình. Cá nhân mình thì mình hay dùng nó để các chân, ví dụ như chân này chân số mấy mình gọi tên cái chân đấy ra, ví dụ như là chân dành cho cái động cơ servo mình đặt tên chân số mấy chẳng hạn, hoặc là mình khai báo một số cái biến toàn cục. Và thường các biến này là biến lớn, mình đôi khi thì mình để các biến toàn cục ở trong void setup và đôi khi thì mình để trên void setup. Ok, và đặc biệt quan trọng là trên phần hàng void setup các bạn cần khai báo thư viện và cái lệnh input đó. Ở trong hàm void loop thì như các bạn biết là hàm void setup nó sẽ bắt đầu chạy một lần duy nhất khi mà mình ấn nút reset con Arduino hoặc bắt đầu đạp điện của nó. Nhưng mà hàm void loop thì nó sẽ chạy đi chạy lại cái công việc đó trong suốt thời gian con Arduino còn bật. Và đây là hàm void loop. Thì ở hàm void loop là gần như là cái này nó là những diễn biến chính mà con Arduino sẽ phải làm đi làm lại. Ở dưới hàm void loop là các cái hàm hoặc là các cái chức năng, tiếng Anh gọi là function. Thì ở đây mình xin được liệt kê ra hai loại function. Một loại function đầu tiên là cái loại function mà nó có chữ void xong rồi tên hàm hay là tên chức năng, xong rồi một số tham số đi trong ngoặc như thế này, có thể là kiểu in, kiểu chào. Thì cái hàm, những cái hàm void này là những cái hàm mà nó không trả về giá trị, thì chúng chỉ có ý nghĩa là những cái hàm này nó sẽ là một chuỗi các cái mệnh lệnh được thực hiện. Và khi mình viết function những cái hàm này ra thì mình sẽ viết như một câu lệnh vậy. Tức là ví dụ như ở hàm void loop thì mình sẽ đứng thẳng và viết là function 1, xong rồi bắt đầu là tham số 1, 2, 3, là thử như thế này. Đó là cách viết của các hàm void. Trong khi đó các cái hàm in hoặc là các cái hàm mà có đứng trước bởi nó, những cái chữ như là in, char, float và hầu hết là tên kiểu rồi mới đến tên hàm và sau đó là tham số, thì nó sẽ được dùng cơ bản như cách dùng của một biến, ví dụ như là hoặc là một cái giá trị, bởi vì những cái hàm này thường xuyên sẽ có cái lệnh là sau một hồi tính toán hầm bà làm ở đây thì các bác hãy trả về một cái lệnh là return, xong rồi là cái giá trị ABC gì đó. Thì ở đây mình cũng có thể là trong hàm void loop hoặc là các hàm khác mình viết một lệnh in, xong rồi mình cho, tức là mình khai báo một cái biến, ví dụ như là x thì chẳng hạn, x thì bằng, mình sẽ gắn nó bằng cái hàm function 2, thì mình cứ viết tên cái hàm function 2 này ra, sau đó là tham số rồi g, q, k, app chẳng hạn đấy. Và ở các hàm void và ở các hàm dưới hàm void loop này, tức là các hàm do chúng ta tự viết ra ấy, thì các bạn có thể lấy hàm này gọi cho hàm kia, ví dụ các bạn viết function 1, 2, 3 và ở trong hàm function 1 bạn có thể gọi cái hàm function 3 ra để giải quyết, thậm chí là function 1 có thể tự gọi chính nó. Cá nhân mình không hiểu quá sâu về đề quy nên mình cũng không thể có hướng dẫn gì chi tiết hơn cho các bạn ở đây. Tuy nhiên là hy vọng sau bài này các bạn sẽ hiểu cơ bản về bố cục của một cái chương trình lập trình cho Arduino, và qua đó thì cái việc các bạn tự lập trình hoặc là ghép các cái file code mẫu của người khác vào với nhau, nó có một cái gì đó sẽ thuận tiện hơn trong tương lai. Ok,
bài học hôm nay đến đây là hết. Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều phát minh hoàn thiện trong tương lai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.